Mèo Ba Tư có bộ lông dày, dài và mềm mượt, khuôn mặt đẹp với mũi phẳng và đôi mắt to tròn. Chúng có ngoại hình sang trọng và là một trong những giống mèo được yêu thích nhất trên thế giới. Mèo Ba Tư thường hiền lành, tình cảm và thân thiện. Chúng thích gắn bó và trở thành bạn đồng hành thân thiết với chủ nhân. Mèo Ba Tư thường rất yên tĩnh và ít phổ biến tiếng kêu so với một số giống mèo khác. Mèo Nga có bộ lông màu xanh lam bóng, đôi mắt màu xanh ngọc rất đặc trưng. Chúng có hình dáng thon gọn và là một trong những giống mèo thông minh và tinh khôn nhất. Mèo Bengal có bộ lông dạng vằn, giống như hình dạng và màu sắc của bá hoa cứng. Chúng có vẻ ngoài hoang dã và mạnh mẽ, đồng thời có tính cách tương đối trung thành và tình cảm. Mèo Munchkin có đôi chân ngắn hơn bình thường, tạo nên vẻ đáng yêu và độc đáo. Dù có đôi chân ngắn, chúng vẫn rất linh hoạt và nhanh nhẹn. Mèo Siamese có bộ lông ngắn, màu sắc tương phản giữa màu nâu đen và màu trắng. Chúng có đôi mắt xanh lam đẹp mắt và tiếng kêu đặc trưng. Đây chỉ là một số về những giống mèo đẹp và đặc biệt trên thế giới. Mỗi giống mèo đều có sự độc đáo và quyến rũ riêng và sở thích của mỗi người đối với mèo. Còn bạn thì sao? Bạn thích giống mèo nào nhất? Hãy bình luận mình biết nhé!